Hôm nay là ngày quay phim cuối cùng của Chay à, nhưng mà cái ngày quay phim này sẽ sớm. Bình thường á, là quay phim vào lúc 4 giờ chiều và kết thúc vào lúc 6 giờ tối. Thì hôm nay quay phim vào lúc 1 giờ trưa và kết thúc 4 tiếng đồng hồ sau đó. Diễn viên đang đánh răng. Đánh răng xong xuống ăn sáng. Ăn sáng xong rồi mình sẽ quay. Ok. Nhăn răng ra. Đây cái này là I'm gonna keep these. Oh yeah, I'm gonna keep these separate though. Okay. Wait, do you want to start putting your stuff in the bag? I have a bag down there. Oh, you have a bag down there. Okay. Whatever doesn't fit, we got an extra bag right here. So. Toner. Serum được chiết xuất từ nhị hoa ngày Tây, trắng sáng căn bóng da. Trước khi đi ra ngoài là lúc nào cũng phải skin care trước nha mọi người nha. Skin care có bao nhiêu phút đâu, 5 phút thôi. Mà rất là nhiều chị em nói không có thời gian. Nếu như mà sau cái bước đánh răng á, mình rửa mặt xong, mình thay đồ xong, mình chỉ cần cho da mặt của mình không tới 5 phút nữa, 2 phút thôi, mình sức lên. Tiếp tục buổi sáng thì mình sẽ sức lên đi tìm cái kem Oxen. Kem Oxen của Hàn Quốc trắng sáng da, mờ thâm nám, mỡ. Sức serum là mình phải sức kem nha mấy chị nha. Rồi bây giờ tới một cái loại kem truyền trắng ban ngày. Như vậy là đã xong cái bước dưỡng da. Nhanh gọn lẹ. Trắng sáng da hơn. Rồi bắt đầu sức lên, chống nắng. Nhớ là chống nắng phải sức giùm em mỗi ngày. À, bây giờ bà ngoại cột tóc. Tóc cho diễn viên. Xong rồi thay đồ. Let's go. Con có sẵn sàng cho những cảnh quay cuối cùng chưa? Rồi mình tối nay mình sẽ về nhà của mình nha. Không, về con sáng mời về nhà. Ừ thì sáng mời mình về nhà của mình, mẹ mới nói mà. Con bỏ này vô, bỏ nó vô này. Rồi bây giờ Chay sẽ thay đồ nha. 1 2 3. Chào ông ngoại hả? Chào mẹ. Ngoại nó giữ cửa cho ngoại vô kìa ngoại. Cảm ơn con nghe. Thank you. Oh, that's why he woke up with so much energy today. Đó, vô. Thôi không vô đâu. Ok, mẹ vô, vô, vô đi, vô đi, vô đi mẹ vô. Thank you. Thôi giờ đi ra lại. Ừ, mẹ đóng cửa rồi. Ừ. Mẹ đừng đi đóng. Ok, hôm nay là ngày quay cuối cùng. Last scenes today. Last scenes and then go home. Xin chào cả nhà. Hôm nay là ngày quay cuối cùng của cháu ngoại mình rồi. Thì hôm nay là mình về lại nhà rồi mọi người ơi. Mình vui quá mọi người ơi. Chị đã hoàn thành công tác tốt. Đầu tiên, đầu tay. But Bob, we're going to stay till Saturday and we're going to walk 3 hours around a park that's 85 degrees. Mm. How's that sound? Mm. Sound hiểu, good? Hiểu chết liền. Oh, wow, không hiểu. Thua. Everything bagel, please. Thấy cho nó cho chú đi hoài. Honey, this is good. There's no air in the bag. Ăn thử cái ốc miêu này đi. Tốt lắm. Mình lắc ăn cơm xong rồi chị. Đoàn làm phim đang ngồi ăn sáng ăn trưa thôi, giờ 12 rưỡi thôi. Đoàn làm phim đang ngồi ăn nè cô chú nè. Cháy đi, nhìn đây. Ba đang ăn cereal, ốc miêu. Ăn ốc miêu tốt lắm á. Là lúa mạch đó. Hả? Mất tiêu điện thoại màu đỏ rồi. Ôi trời ơi. Rồi nó ăn lên.
Cái giai nãy là khó đó nè, năm đứa mà nói chung một lần, cái đó khó đó, cái đó khó, đâu phải dễ đâu nè. Chuông nói gì nó bạn hết cái cả đám luôn, nói gì nó bạn hết luôn. Come here, come here. Đây 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 đây. Chơi. Chưa thấy cái gì đấy. High five nữa, khổ thiệt. Are we leaving? No, not yet. What else to do? Còn quay nữa. How was it? How was it? It's leaving. You still got filming. How was it? Okay. Rồi bây giờ là Chay đã quay xong cái cảnh phim đó rồi, thì bây giờ là cả gia đình là order đồ để ăn nè các bạn ơi. Đấy, ăn cái bữa này là chỉ có ăn là cơm hàng cháo chợ thôi nha mọi người. Ăn gì đó, ăn gì đây? Đây ngoại nè. Cơm này đi, ăn cơm này đi cho Trương. Wow, nhìn hấp dẫn không? Rồi xếp vòng tròn ngồi gần gần kế nhau ăn thôi chứ đâu có gì. Con order nhiều loại, 4 loại lận nên là muốn ăn loại nào mình kiếm loại đó. Kêu Chay ra cho nó ăn chứ. Chay đi, come here baby. Chay đi, Chay đi, come here. No, I'm not eating. Yes, you are. Đây, cơm đây mọi người. Cái này là cơm thịt gà nè, cơm thịt gà với lại sốt thê gia kỳ. Cái này là cơm thịt gà với bò nè. Cái này là của Điều Huynh nè. Cái đó là, đó, ba mẹ muốn ăn gì ăn. Cái nào cái à. Ở trong đó là cái phòng chỗ đóng phim. Chay là nó đóng xong rồi nó la lết, nó nằm đó, giờ cả nhà ngồi ăn các bạn ơi. Này có rau nè, có phần cơm nè, có phần mì, có thịt xào. Một cái phần như vậy là cỡ khoảng 20 đô là 500 ngàn các bạn. Của mẹ nè, thịt gà mẹ, mở cái nước này nè mẹ, này nước tương nè ba nè. Điều Huynh cho ba. Peppers. Your dad likes peppers. Cái gì đó. Bà là ớt chuông, ớt chuông. Cái này tương đó hả? Tương đó mà. Lấy vậy? Xin mời đại gia đình ăn cơm nha. Ăn cơm lang thang. Ăn cơm lang thang xong rồi tối về nhà, ngày mai ăn lơ cơm. Mời nấu mong món khác ăn, mai về nhà con mẹ đi chợ. Cháu ngoại nó lòng trù một phim đây. Ăn cho nó bụng rồi. Dễ ăn ha. Cái này của ai vậy con? Cái này của nhà hàng Nhật. Của nhà hàng Nhật với lại đúng rồi, nhà hàng Nhật người ta làm á. Mấy người đó chiều họ cũng về luôn phải không? Không. Chú ở lại chơi tới chủ nhật á. Những con đi chơi. Tại vì lâu lâu người ta mới qua đây một lần. Đúng rồi. Tụi mình ở đây hoài. Đó không hỏi. Nên mình không cấp đi. Đó hỏi các bạn, nó đi chơi. Nó
Mà nó làm rác bên đây con, lái xe mấy tiếng đồng hồ. Lái mấy tiếng đồng hồ, chơi là nó ra chơi. Đi bỏ nhà có tuần lễ rồi. Mốt chơi là chạy một mặt trên đây chơi cách đúng tuần lễ. Rồi bây giờ quay phim xong rồi chuẩn bị tới quay một cái cảnh khác của một cái phim khác. Rồi để chơi nè. Mọi người đã quay xong phim kia thì đi về hết rồi. Đó, tới đó, tới chạy rồi. Let's have her entrance. My dear, are you ready? May I take you? Come this way, my love. Thank you, sweetheart. Thank you. So, did you see what the other kids were doing how they walked in the room and then they sat down? I'm going to have you do the same thing. Okay, speed. Speed. Scene select J, take one. And action. Hey, Chex. Why are you here again? Hitler just sent me here. They said that you would prep me for the mission. So, what mission are you speaking of exactly? Maybe to the meeting room with the chemicals all day long. It could be good for you. Oh, pish posh. They're perfectly safe. My latest creation gives you superpowers. It is very results, though. Her past, you already gave her that one. Oh, silly me. I forgot. What superpower did it give you? It gave me super speed, but my feet smell like onion. That's unfortunate. Tell me about it. Talk about the mission already? What mission? The Gates of Time. Yes, there's one rumored to be hidden at the museum. You're supposed to tell me how to open it. Oh, no, 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 no. Why? Because you don't know what might come through. Don't say I didn't warn you. Scene select Jade, take two. Action. Agent X. Why are you here again? Hitler just sent me here. They said that you were ready for the mission. So, what mission are you speaking of exactly? Maybe we should be hanging out with the chemicals on the dog. It can be good for you. Oh, pish posh. They're perfectly safe. My latest invention gives you superpowers. It is very results, though. Want to try it? Her class really gave me that one. Oh, silly me. I forgot. What superpower did it give you? It gave me super speed, but my feet smell like onion. That's unfortunate. Tell me about it. Now, can we talk about the mission? No.
Now can we talk about the mission already? What mission? The time of gate. Sounds great. Good. Scene select J, take apple one. Agent X, why are you here again? They just sent me here. They said that you would prep me for the mission. So, what mission are you speaking of exactly? That's right. Maybe you should be. Maybe shouldn't be hanging around with chemicals all day long. It can't be good for you. Oh, thanks, boss. They're perfectly safe. My latest invention gives you superpowers. It is rare results, though. Want to try? Hard pass, you already gave me that one. Oh, silly me. I forgot. What superpower did it give you? It gave me super speed, but my feet smell onion. That's unfortunate. Tell me about it. Now can we talk about the mission? Now can we talk about the mission already? What mission? The Gate of Time. Yes, there's one rumored to be hidden at the museum. You're supposed to tell me how to open it. Oh, no. Why? Because you don't know what might come through. Let's say you wonder. Let's give me one more. At the very end of the scene, when you're done. Pish posh. They're perfectly safe. My latest invention gives you superpowers. It is very results, though. Want to try it? Hard pass, you already gave me that one. Oh, so me. I forgot. What superpower did it give you? It gave me super speed, but my feet smell like onion. That's unfortunate. Tell me about it. Now, can we talk about the mission? Can we talk about the mission already? What mission? The time of gates. The gates of time. The gates of time. Excellent. Let's bring our next actor on. Hi, welcome to set. Come this way, dear. Come on. Can I have a candy cane? That's not how candy canes get big. Watch your step. Come on, Jade. Come on. Come say hi to Lilo. JD. Here. JD. Say hi to Lilo. Here. What's your name? Xin cảm ơn. Đội đúng cục kẹo màu gì mới chịu. What you say? Watch your step. Thầy ông nữa. Rồi xong cổ. Rồi xong xin. Give her a hug. This candy is so good. Okay. Aww. Thầy cái. Ừ, đã quên xin chị. Ủa, diễn viên quay xong rồi hả diễn viên? Không có liếm được. Ủa mà diễn viên quay xong rồi xin xin cục kẹo nữa hả? Quá dữ rồi ta. Nó nói mẹ con sẽ nhớ cái bạn đó dữ lắm. Đi con, đi về bây giờ là cả gia đình mình sẽ lấy xe và đi về nhà luôn các bạn ơi. Tại vì có hơn cái là mình ở gần 3 tiếng hồ, giờ 6 giờ rồi. Thì vòng vòng sau quần về tới 9 giờ 9 mấy. Về nhà ngủ ngon. Cả tuần ở khách sạn đuối quá bạn ơi. Bất đắc dĩ mà ai mở xa quá mẹ. Thì người ta phải ngủ lại để người ta chờ ra sân bay, chứ còn mình gần quá thôi đi về. Chứ định ở lại ngày mai đi chơi ngày đó rồi hãy về đó. Nhưng mà ở đây con nghĩ đi chơi một ngày cũng không đi được nữa. Cho nên rồi đi ra đi luôn con. Chơi lên đi chơi. Cái cảnh cuối hồi nãy đó là cái bé mà hồi nãy quay ấy chay. Stop. Cái bé hồi nãy mà quay với chay á là một trong những cái giống như diễn viên trẻ vậy đó. Vậy hả? Dạ, mà cũng quay được một vài bộ phim cũng được. Vậy hả? À, nên là cái cảnh nó gọi là cái celebrity
cũng có nổi tiếng rồi đó. Cũng được được rồi đó. Mẹ ơi, mà tại vì con không biết bé là ai. Ừ. Nên là con không biết nổi tiếng tới cả nào. Đúng rồi. Nó có chút xíu vậy đó. Rồi ok. Ok, tạm biệt khách sạn nha. Xe cha ba chay đã để ra ngoài đây. Hành lý đồ này kia xong xuôi hết. Rồi thôi bây giờ lên đường. Về lại nhà ngồi. Ủa Triều Quỳnh với ba chưa vô hả? Sao mất tiêu rồi, xe nổ máy rồi. Rồi đủ quá, cả nhà dừng lại mua đồ ăn ăn nè cô chú ơi. Ngọc đang ăn cái bánh này nè, với lại có bơ chả nữa nữa. Chay mới chay mới ngủ giấc à. Ngủ ngon không? Ngủ lấy lại sức không? Lấy lại sức khỏe không? Nãy giờ đi được còn 1 tiếng 45 phút nữa về tới nhà. Nào, cũng con nào. Grilled cheese. Ăn không? Ngon. Ăn với bà hả? Ok. Chứ về nhà đâu có gì ăn đâu. Daddy really likes bacon now. Không. Mấy bữa nay không ăn bacon nên thèm phải không? Con ở mặt. Con lắm vậy. Rồi con mặt à. Mặt của học sinh nghiêm túc. Không mà mắn. Không mà mắn á. Ôi chắc ơi không đã. Vàng á. Ha. Ăn rồi. Ăn đi, ăn đi. Ăn rồi. The soft in the middle. Đáng lẽ của mẹ có bacon cho nó nên mà tao không có bỏ bacon lên thêm chay. Ừ. Có diễn lắm đó hả? Mẹ uống Sprite. Ủa cái này nó không có caffeine đâu. Mà nó cay lắm. Nó cay. Water. Ủa? Mà ngoại cho có chai nước ngoài. Nè kìa nước. Không, hết nước rồi. Nước này mày uống hết rồi. Nước đó mày uống hết rồi nè. Nhóc nhầm mình lại. Ready for your next bite, Jamie? Rồi. Về thay đồ. I just need to crush. Tắm rửa ngủ giấc sáng mai chạy. Đi chợ nấu đồ ăn Việt Nam ăn đã. Yeah. You eat it first, baby. Rồi. Ngoài ra kìa. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Có fan gì? Fan chi rứa. Packages. Trời ơi, nó làm cái gì nó sẵn hồn luôn. Đồ chơi về tới. Đó không phải đồ chơi đâu. Đồ chơi chưa về. Đồ chơi mẹ mua cả tháng nữa mới về tới. Thôi ơi, tự nhiên nó la sụm làm hết hồn. Về tới nhà cô chú ơi, 10 giờ đêm. 3 tiếng đồng hồ nhưng mà dừng lại ăn uống nghỉ ngơi. Trời, ba nó vô không chịu mở đèn luôn á. Không mở đèn cho sáng luôn á. Nghe nè, quá trời đồ. À. Hái là kì. Chay mới đi đóng phun về là lá cây nè. Chay mới đi đóng phun về nè. Hả? Đóng phim. À đóng phim chứ đóng phun mà ai biết đâu. Đóng gì? Đóng phim. À đóng phim. Chay mới đi đóng phim về nè lá cây nè. Từ nó đóng phun cái nó không chịu đâu đóng phim. Ok, cho nó ra đây con, cho nó ra. Ê, để bưng hộp đồ vô. Rồi, đồ đó dùng gì ta, đây mẹ coi coi. Wow, về tới nhà là khỏe các bạn ơi. Khỏe, quá khỏe.
Dạ. Ôi ôi, nó về tới nhà là nó vô cái vườn vườn gấu bông của nó. Trời ơi, trời ơi, con đeo này cho con khỉ ở đây. Ủa chứ ai đeo? Ba ông ngoại đeo. Ủa ngoại đeo hả? Ôi cha ơi, nó siêu tầm được thêm mấy con nữa vô cái bộ siêu tập gấu bông của nó đây nè cô chú. Rồi, cảm ơn cô chú rất là nhiều những ngày qua, một tuần lễ qua. À, quay nè, đang quay nè. Đã ủng hộ tinh thần cho Chay Chay, đã ở phía sau ủng hộ dành những lời khen cho Chay Chay. Cho cái... cho cái bộ phim đầu tay của Chay ha. Thì sẽ hẹn cô chú lại năm sau, ở vào tháng 7 năm sau, ở Hollywood, ở LA. Ừ. Là Chay sẽ tiếp tục đóng một bộ phim tiếp theo nữa vào tháng 7 năm sau ha. Hy vọng là cô chú sẽ chờ đón cái bộ tiếp tục theo. Hả? Nhỏ không? Nhỏ, nhỏ xíu nhưng mà đáng yêu. Thì cái bộ phim mà Chay vừa chiếu ra, vừa đóng đây là sẽ được chiếu ở trên cái kênh của Premiere. Thì cái đó sẽ được chiếu vào dịp Noel. Hả cô chú ha? Rồi ok. Hẹn gặp lại cô chú, tất cả các cô chú anh chị. Mày quay gì? Con này nó khoái quay vlog hơn đóng phim hả cô chú ơi? Nó khoái quay vlog hơn. Nó khoái làm YouTube hơn là đóng phim. Tại làm này là mẹ không có phải là 3, 2, 1, action. Hả Chay hả? Làm này mẹ không có cần phải action rồi làm đi làm lại nhiều không Chay? Đẹp quá. Mẹ cầm mẹ bấm cái điện thoại là mẹ quay cái xong liền. Chay, Chay, YouTube của mẹ với cái lấy quay phim cái nào dễ hơn? Mẹ quay phim. Mẹ quay phim dễ hơn. Nó có dán ở trên cái phòng đó cái chữ Jay nè cô chú nè. À, nó tự decorate, nó tự làm luôn á cô chú, thấy dễ thương không? Rồi ok. Xin chào tạm biệt tất cả mọi người nha. Bye bye. Thanks for watching. Bye bye.